Xin chào các bạn nha. Hôm nay team tụi mình lại tiếp tục đi bắt cá. Thì diễn biến như thế nào thì ra ngoài đó mới biết được. Mình không thể nói trước được điều gì, và mình cũng không có hứa hẹn được điều gì. Ý như là bắt con cá to, cá nhỏ, cái gì đó thì mình chưa thể nào biết được. Rồi ok, các bạn cùng đi theo tụi mình ha. Từ nhà ra chỗ bắt cá là khoảng tầm 3 phút đi bộ. Nhà mình đã tới cái điểm mà nghe các bạn, cũng là cái ao cũ này trước thôi. Hôm nay không biết được cái gì đây. Bữa nay hình như vắng người bắt cá hơn. Không có người, chỉ có tụi mình bắt thôi. Bữa nay không có ai không ta? Có người sáng có mấy người rồi. Thôi mệt quá, mệt quá. Ông anh đang ngủ trời. Nước này trong vắt luôn, không có ai bắt cá trong vắt luôn. Wow. Nước trong thì không có cá, và người tốt quá thì không ai chơi. Nói câu anh nhanh cười. Nước trong không có cá. Cá túi bự đi bạn ơi. Đâu? Mình nhét đi. Cá túi bự bự. Đó, điện thoại á, sẵn quần lên. Dép mình bỏ được rồi nghe ơi. Đâm hết. Rồi nó đang có cầm cả. Cầm cá chút chút không. Mọi người đang lội để qua bên kia bờ. Đóng quân ở bên kia thôi, bên đây không có cây cối gì, không có mát. Qua bên kia có cây cối mát hơn đóng quân ở bển á. Chạy tròn thì có tép, chạy méo có tôm ha. Chú nhiều quá, đây không biết kiếm được mấy con đây nữa. Gì? Chú nhiều lắm. Chắc cái chú dính hay gì rồi. Mày dính còn dính không vậy? Chẳng nghe đâm. Lắm. Những cái đầu tay của nó đi. Chứ nào là tụi mình là bắt theo kiểu bảo vệ môi trường các bạn. Cái sai cái này là mình bỏ lại nha, mình không ăn nha. Thấy không? Mình tôn trọng tụi nó. Con người văn minh là phải vậy đó mấy bạn. À, có một số kênh ha. Vừa có một số bạn là bắt cá là cá nhỏ rồi gì đâu, các bạn lấy hết luôn. Mà nhiều bạn lấy không ăn cũng bỏ đâu, nó chết hết trơn à. Mình thấy trên bờ cá chết, cá nhỏ chết nhiều lắm. Làm như vậy là thiếu ý thức. Mấy nữa đời con đời cháu các bạn không biết ăn cá bằng cái gì. Nước thì nóng lắm, không có đâu. Từ tàu ngoài á, đại ca gì có đi bộ ngoài luôn á, nghe cái mùi hèm á. Anh này bắt đây. Cái câu xì lô gần của mày đâu Cường? Nước trong thì không có cá, nãy đọc rồi. Người tốt quá, không ai chơi. Ồ, cái này trộn quay nè. Không sao Mô Si. Từ đáy cái quay Cường ơi. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Không có rồi. Ê, búng kìa, nghe búng mà.
con cá lau kiến. Anh đem con cá. Mày cái sậu lồn. Mày con số nó gần đó. Cái vỏ đạn đâu ra ta? Vỏ đạn. Ừ, cái vỏ đạn nè. Chất ai chài lên đó. Ừ, chài dục đấy. Lấy về làm kỷ niệm. Đang đi vô cái vũng trong mà cái vũng trong sâu quá mình không cầm máy quay không có lội được. Giờ phải mở một cái đường mòn để đi. Rất là khó khăn mấy bạn. Trong này cá nhiều lắm mấy bạn, nhưng mà sình non nhiều á, cá nó chui, nó chui ra khỏi cái chài đó. Ông anh mình ổng lặn xuống tay không, ổng bắt cá lên như bữa thôi, thấy chưa? Thì này nó lặn cũng chứ dân cá tôm chuyên nghiệp nó vậy đó, chứ mình dễ gì tay không mà lội xuống mà lặn xuống mà bắt được cá vậy. Con lên đây luôn. Con cá bự. Má còn dính nữa nè. Dính cái chài. Má bia chắc giờ lạnh lắm á. Ừ. Mua mấy tấn đá bỏ trong rồi. Để xanh ha. Việt Nam. Việt Nam. Tung tung tung. Cái đó bàn chủ mày ơi. Rồi quay chút khung cảnh cái dũng này cho các bạn coi ha, lao xài um tùm, mình đi vô đây khó lắm luôn. Có con cá bự mấy bạn ơi, mà giữa đó sâu quá mình không ra được. Anh em chắc cũng đang đi về bên kia, mình cũng đi theo, mình về luôn, đi theo lối này về nè. Trời hôm nay tụi mình ngủ về trễ cho nên đi vào ban trưa, nắng gắt luôn. Camera man. Cá bự à. Rồi một chùm luôn. Không biết camera không có zoom được. Dưới cái gimbal không có zoom được. Cá mù đủ mà đúng cá mù đi. Không, con cá đó thấy con cá của con cá kia. Thấy con cá chào cẩn cái tao nhóc rồi. Con zoom. Lại nó cắn. Anh này nhanh tay vô chụp luôn. Cắn nó vậy chạy không kịp thì không nổi mà. À, phía trên đây có một cái bãi chiến trường của một cái tốp nào cũng từng đi bắt cá như tụi mình nè. Bỏ lại đây. Than nè. Đồ ta ăn uống nhậu dục ở đây nè. Họ người ta cũng đi bắt cá giống như tụi mình vậy đó. Không biết người ta đi đông người hay không thôi. Ngồi xích ngang qua chảy. Đúng rồi. Ngồi rỡ cái tháng trời. Chuyên nghiệp rồi mà khác rồi. Mấy cái thằng này nhớ thế nào mà mày nói nữa con chảy nó giọng vô mặt mày bây giờ. Má ngồi nãy giờ ngồi trên bờ không? Mày nói không à. Nó quạo á. Đang lội nắng mệt nó quạo á. Bây giờ bắt cá cũng đủ nướng ăn. Tụi mình quyết định di chuyển vô trong đây. Chuyển vô trong đây tại vì ở trong đây nó có bóng mát nè, bóng cây nè, gần bờ sông gió hiu mát nữa. Thì vô trong đây thì sẽ chia gì ra, người nào đi bắt cá thì đi, người nào kiếm củi thì đi kiếm củi. Đặng về ấy, mình thì vẫn vai trò là cameraman cho cả nhóm. Có muối ớt nè, bia ở dưới đây nè. Hôm nay tụi mình mua nhiều đá lắm, tránh nó tình trạng thiếu đá lắm bữa. Bia nè, mắt lạnh luôn mấy bạn ơi. Thằng Mạnh được vai trò đi lấy củi làm hậu cần. Hôm nay có bà xã mình rảnh cũng đi theo mình luôn, phụ. Nè thì
đóng vai trò là diễn viên hài chính của nhóm. Còn dưới đây thì là kỹ sư trưởng của nhóm, đóng vai trò thiết kế mọi cuộc chơi. Tại vì ảnh là một con người đa tài, làm được rất nhiều công việc, cho nên là ảnh đóng vai trò kỹ sư trưởng. Hiện tại ảnh đang lặn mò để kiếm alo, chỗ em có cá bắt ha. Có ai cần phó giống xin liên hệ 0901488173. Ý bún nè, đi ngựa ơi. Mang chưa. Cá nè mấy bạn. Tạo. Cá tự nhiên nha. Ngon. À, cái này ăn này. Khai quả. Rồi cái này dễ hơn bữa rồi, châm cá trái luôn. Ngon nha. Ngọt nước. Ở ngoài lấy gió tạt vô là trái nha. Hay cái ta. Nhìn mặt con ngu thông minh trời. Đây, anh Miêu. Rồi, chủ trì công đạo đi. Bây giờ mình sẽ đổ cá ra nghe mấy bạn. Đâu cá rồi, bữa nay đi cũng đủ ăn thôi chứ không nhiều như bữa. Nhưng mà đủ ăn rồi. Tại tụi mình lấy con bự bự với lấy con nhỏ như ta thì quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tụi mình là có ý thức. Ui da, đâm đau bay. Trời ơi, má đâm chảy máu luôn rồi. Này, đâm chảy máu luôn. Cá bọng gì ghê. Má đâm chảy máu luôn. Sắp vô. Nhảy đi. Tao đố mày đó. Không, Cường quăng quăng trên mặt đó Cường. Hả? Ôi ôi. Lên đây. Ôi con cá gì vậy? Cá chép hả? Chép. Ôi ôi lên khoe con cá chép. Không, bò bâu chưa? Hả? Bò bâu chưa? Bò gì anh? Bò gì chị? Bò về cá, cá chép kìa. Trời ơi. Con cá gì to vậy hả? Ôi. Cá gì chà bá anh nhanh? Cái có phi á hả? Quá. Có phi mà chà bá vậy? Ừ. Cá này. Đà chưa? Con này 8 người ăn á. Má con cá phi á đâm máu chảy luôn. Cái này là cá thiên nhiên nha anh em. Trời ơi. Chứ không có nuôi nha anh em. Con cá chép nè. Ba con cá chép anh nhanh, 4 con. 4 con. 4 con cá chép. Quá. Wow. Cá năm không hết. Trời ơi, đút vô cái gọng không vừa. Đút vô cái gọng không vừa luôn. Nướng nướng luôn. Nướng luôn. Nướng luôn đi. Mạnh. Mạnh ơi. Ừ, ta, ủa cả chép à. Mày đi với Mạnh. Chưa chưa con cả chép gì vậy? Chép. Nhảy ngào đây ca ơi. Đập chết đi. Lấy cây đó đập chết đi. Ôi giờ này sao rồi. Rồi nó chết rồi cha ơi. Đi rồi xong đi. Rồi đấy, hay đấy. Bắt cá đi bạn. Có 4 con cá chép. Cá đợi cái nhờ đợi cá sắc á hả? Cá sắc. Rồi con cá đó dưới trong đó. Nó nhảy ra. Con vợ tôi hôm gài nó thấy tôi đi, giờ nó xin đi nè, cho nó đi, bữa về xanh lè luôn, bữa sau chắc ngủ đi không dám đi luôn. Hai chị em tụi mày đang làm gì đây? Được rồi, mở cái máy lào rồi Cường. Tao đá cho bây giờ nè, ăn ăn mình đó. Mày lâu lắc đó. Làm cũng lâu, ăn uống cũng lâu, cái chủng cây đồ. Chị có thú anh nhắn hết á. Rồi ông kia ông kéo đồ ra chơi này, cá kéo đồ ra chơi kìa. Ở bên kia có ông kia ổng đi bắt cá kìa, ổng dựng xe bển. Chính
hết rồi. Gì nữa là chín hết rồi. À, hôm nay tụi mình có đưa theo bắp để nướng. Lâu lâu đổi khẩu vị miếng với ăn cá hoài cũng không được. Bắp nướng do Mạnh LT tài trợ. Nhà đàn ông nha. Mọi người đàn ông ơi. Nói ra để Mạnh chửi hoài. Thấy nó ăn ngon quá ta. Ngon không Văn? Ngon. Cậy quá à. Mẹ nói chuyện ngộ muối ớt phải cay đúng chảy. Nóc xì ke luôn. Em không có gì hết, em là trai nghiêm túc anh ạ, chị ạ. Nóc luôn xì ke chị ơi. Vậy được rồi đúng không cô? Quá được rồi chứ. Đây. Thiều than ngáp trơn sao nướng. Chứ gọi đi ăn chứ còn cái hàng ăn lại tụi tôi đâu. Ôi, cái này anh nướng than nuôi mà xảy đấy. Trái mà vỏ mày ơi, nấu bắp mà. Con này thôi hả? Ừ. Nó thất lạc đâu đâu rồi đó. Thấy nhiều lắm mà. Thất lạc. Vỏ lớn quá. Bọt một ra đi. Rồi nãy bắp nó tự than hủ lại đi. Trời, nó kiều vậy, nó để cho trơ ngoài vậy sao mà chín. Rồi đi. Ngoài được rồi. Chiều nó đợi. Ngoài rồi, khởi cá nè. Chiều nó nật nên là được anh. Làm gọi là nó sống nhằn luôn, cũng chín luôn. Ủa anh Hưng không ở đây nữa anh nhanh. Không. Có vợ rồi, đi về Đà Lạt rồi. À, ông kia ổng đi giăng lưới, ổng cưỡi lên cái miếng mút đó. Ổng thả lưới. Lát ổng qua đây mình hỏi ổng đó. Ok, xin mời các bạn nha. Hôm nay tụi mình cũng như mọi ngày, bây giờ cũng chắc là 2-3 giờ chiều rồi đó. Hôm nay tụi mình bia nè. Hôm nay tụi mình đi thì tụi mình có bia. Bia nhiều lắm các bạn ơi, uống mỗi ngày uống hết luôn á. Nè, tụi mình có bia. Có cá ha. Rớt con cá chết mẹ luôn. Có cá nè. Trời ha. Có muối ớt nè. Nói là con gái nữa nha. Có người, có anh em đồ ha, bạn bè mình ha. Có bia, có rượu, có gái nè, xô xô rồi, gái ơi. Bận ăn. Rồi bên kia tụi mình còn có bắp nướng ở bển nữa, đang nướng lát lấy lại ăn. Rồi. Nào, vô đi. Vô cái nào. Cả nhà sức khỏe nha. Sức khỏe cái nha. À, xin mời các bạn nha. Nếu các bạn xem clip thấy thú vị thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube cho mình để theo anh em ơi. Những lần đi bắt cá của mình. Mời anh em. Vô đâu. Vô anh em ơi. Mời các tướng nha. Xin mời các tướng. Cá uống nước. Chứ vô có nước uống hết không được cái này. Quá. Rồi trời. Trời. Trời trời. Ủa má lạnh mà góc lạnh tới rồi kìa. Đúng không? Không đã nó uống lạnh tới vậy đó. Đúng không? Giờ lát xe uống đã quá. Thôi. Ăn cá đi anh em ơi. Sao đây ca tắt cá thì ra thì ca nói gì vậy? Làm sao quắc luôn á. Kịch quá. Cay quá. Cay nhỏ quá. Béo gì đâu của tôi. Mày. Chó. Mày. Khổ nạn trời. Nóng quá tao không được miếng nào đâu mà chửi tao. Cá mà nha. Tao bị Corona đấy. Corona là gì? Tao bị Covid-19. Thì tao bị hùng nhau được ha. Bị Corona. Tao bị Coca-Cola. Mày bị Cotex. Này mày bị Cotex với Coca-Cola. Rồi tao lào á. Đổi lên xương bây giờ. Anh cười à? Nếu trong mình không có cá. Người tốt quá thì đéo ai chơi. Cái này bớt nói rồi. Chắc bị hành chung kiện, muốn rút bị kiện cái gì. Bớt nói rồi. Ủa hả chí Chung? Ờ chí Chung á, đồ bị kiện cái gì bớt nói lại rồi. Con ơi con chớ đi ra đường, chớ đi ra đường, chớ đi ra đường. Đi lang thang ghé vi cơ đông, bắt lên trên phường, bắt lên trên phường. Mày gì tao? Mẹ biết của ai, của Vanh Lép á. Con ơi con hãy nghe lời mẹ, chớ đi
đi ra đường, chở đi ra đường, kiểu ảnh đóng cái vai mà ảnh ở rễ. Ê, 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 mày uống mình luôn. Ảnh ở rễ trong nhà. Anh em vô lại một cái chứ. Mày hết rồi hả? Mày điên hả? Ốp lạnh luôn. Vô. Vô. Vô, vô, vô. Vô vậy ăn. Thôi giờ uống sẵn giờ giờ tắm, tắm mấy bạn ơi. Nghe rồi. Rồi đây giờ anh em tụi tôi uống cũng tê tê rồi, giờ tắm với mò cá chơi. Nè, để tao quăng mày xuống. Khỏi quăng, tự xuống. Mình tự nguyện đi. Đó. Nước cạn mà nè, mày. Nè, đạp mày dưới luôn nè. Tin không? Đó. Xuống tắm luôn đi con gì nữa. Đã quá. Hút á. Anh em hèn lắm rồi á. Giống đen vô không ta? 2 triệu năm á hả? Đọc rắp coi. Xung quanh mình toàn là nước. Ây. Đâu. Chào tất cả anh em nha. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Nhớ tên tôi Miu Seven. Mát quá. Ok, và bây giờ anh em vừa tắm rồi xong ha. Quyết định chuyển qua chỗ mới kiếm mấy con cá về nhà ăn nữa. Mời anh em tiếp tục đi theo tụi mình ha. À, do mình phải thu gom đồ nghề cho nên đi tục lại phía sau chút xíu. Anh em ta đang đi trước kìa. Nhiều cá chưa anh? Hết rồi. Hết à? Mới gà anh? Anh này, anh thả lưới, bắt cá về bán. Tụi mình sẽ phải đi băng qua một cái khu vườn. Vườn này vườn nhà người ta mấy bạn ơi. À, đi qua phía đầu sông. Ở bên đây cá nhiều hơn. Từ nó bên bển. Cái hố này nước cạn nha. Cá sặc quá trời luôn. Chú mò về chắc ăn cơm cả tháng, làm khô ăn cơm cả tháng. Dưới đây là bờ sông nha mấy bạn. Tụi mình sẽ bắt cá dưới đây. Chỗ này có cái nhà công trình trước nó làm mà bây giờ dọn đi đâu rồi, giờ bỏ hoang. Đây cái sông này, trước mình có bắt đây lần nhiều cá dữ lắm. Trước ta làm công trình ta ở đây, bây giờ không biết dọn đi đâu hết trơn. Công trình dời đi á. Trong đây có cái gì không ta? Tuấn khỉ á. Có khi nào tuấn khỉ trốn ở trong đây không? Nghe nói có cá bự, mình sắp máy quay lại quay liền. Thấy. Ôi ôi. Wow. Quá trời quá đất luôn. Ôi thả nó đi, nữa là ngon rồi. Khùng quá, ra đây động cũng vậy à. Đây, có cá bự đây. Cá bự bự không ta? Trời ơi. Lên bờ đây ra coi. Là chạy đó luôn đi. Ở đây đất nó cũng như đây cây không à. Đi vô. Quần có một chai đầu tiên. Nhảy chi nhảy dữ mày. Cái sông này nhỏ nhỏ vậy thôi, bắt nguồn từ trên thuốc trên kia chạy về tới cuối đây nè. Quanh năm cho cá tôm, cá dưới thì khỏi nói luôn, nhiều dữ lắm luôn. Tuốt mé bên kia là bên bờ ruộng, đi qua bên kia là ruộng thẳng cánh cò bay luôn. Bữa nào mình sẽ làm một cái clip làm nhà chòi ở tuốt bên ruộng bên kia. À, kính thưa quý vị và các bạn, buổi dã ngoại bắt cá của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của chúng tôi.